Hay quá này, trời ơi, mình xúc động Vâng quá đấy, này anh luôn. thấy không? Những cái em mới nói cái nền kinh tế tế nó vỏ của Việt Nam phát triển lên đúng không? Thì các ngành nó theo thể thao văn hóa nọ kia tất cả các thứ nó đi lên hết. Vâng. Thì bây giờ thế tướng Anh, thế giới người ta đã đánh giá là Việt Nam nằm trong top gọi là từ 40 đến 50 rồi. Nó quá, nó thật sự là Vâng. một nước đang phát Đấy. triển và nó sẽ phát triển nữa. Mà cả thế giới người ta công nhận, kể cả những người người Đức đây nè, tôi thẳng tới nhà tôi ăn là nó cũng nói là nó đi Việt Nam, nó đi du lịch Việt Nam, nó rất khen Việt Nam. Thì tôi đã nói về các bạn là anh chị em ở tại Việt Nam thế này, là cái bọn chống cộng hải ngoại hay là những cái bọn chống cộng nó chỉ anh hùng bàn phím thôi. Tôi nói thẳng với anh bằng câu, tôi những lời nói tôi hôm nay tôi nói thẳng với anh bằng câu, nếu đất nước Việt Nam mà có linh thiêng, có người sông núi linh thiêng, tụi mà tôi mà gặp thằng nào bình quân hay là cỡ mà cái thằng tách biệt ở tại Đức này, tôi thằng anh tụi tôi cũng đập, không phải là con người. Anh biết tại sao mà những người Việt đây họ không dám đập lên tụi nó, hay là không dám đập cái bọn mà tăng, thật sự là nó đâu có ra đường đâu. Anh biết nó ra đường nó trốn chui trốn nhủ không à. Tôi thằng anh, ví dụ như những người Việt, tôi nói với các bạn nghe, hay là những các anh em Việt kiều ở nước ngoài á, tại vì người ta không đánh tụi, không đập, dám đập tụi nó là vì tại sao? Người ta ra tòa người ta sẽ bị thua, thua cái chỗ rằng là họ mang quốc tịch Đức hay là quốc tịch Mỹ. Nhưng mà đối với tôi là một công dân Việt Nam, ví dụ như tôi nói anh nghe này, tôi gặp thằng Tàu bị hay là thằng cách biệt đủ đập, tôi không đập nó phải con người, tôi nói thẳng anh một câu là vì tôi là quốc tịch Việt Nam, tôi ra tòa tôi chắc chắn tôi sẽ thắng nó, tại vì những cái lý lẽ của tôi sẽ chiến thắng nó tại tòa. Anh bằng phải hiểu như vậy đó, nó khác nhau. Ví dụ Vâng. như anh là một người quốc tịch Mỹ, anh một người quốc tịch Đức đi, mà anh đánh mấy thằng đó thì ra tòa luật sư nó bảo là mày là quốc tịch Đức, Việt Nam nó có liên can với mày. Anh đưa ra cái đó, những cái đề đó là nó có thể là nó bác bỏ được. Còn đối với tôi là một công dân Việt Nam, mà bọn này là nó đã có sự, bộ công an đã ra lệnh coi là truy nã nó rồi trên toàn quốc rồi, thì bản thân tôi là người công dân Việt Nam, tôi có thể đặt tụi nó đấy. Cái trên cơ sở luật pháp là mình thắng ở cái chỗ đó. Với lại anh nên nhớ rằng không có chính phủ nào nó bênh vực cái đám này. Tôi nói thẳng anh một câu, tụi nó chỉ là ngồi trên cái bàn phím rồi mà rồi xong và đôi lúc tôi mở live stream rồi quát 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 cho tụi nó không có làm gì hết. Tôi nói thật anh, tôi kể một câu chuyện bằng sự thật, của con người tôi nói ra. Năm bữa nay 2017 tôi đi về Việt Nam, tôi lên tới sân bay Phan Thiết, khi check in xong xã rồi bắt đầu lên trên từng kênh đó, nó có cái mắt mặt ở đồ, tôi quên mình thì gặp sáu sáu ông già bên Mỹ đi qua, cũng check in mà từ bên Đức trở về là Mỹ, ổng xách camera đồ mấy chụp hình đồ ghê lắm, ổng thấy tôi lên mà ổng thấy mình lớn tuổi, anh nói ơi chào anh hồi xưa học có mấy tới con cặt tao học coi trường đảng nè, đủ 16 thằng ngồi yên hết, hỏi mấy ông đi qua nó làm gì, ủa mày chống cộng ha, đập bỏ mẹ hết, nó đâu có, tôi đi chơi anh em rồi đi du lịch thì cái đó đủ, có thằng nào không hề đâu. Tôi nói thật anh, cái đám chống cộng tôi nói thật anh, nó chỉ to cái mồm ở trên cái bàn phím thôi. Tôi nói thẳng anh một câu vậy đó, Thằng nào muốn về nó Việt chắc Nam tôi nằm đúng không? Đấy. nó đâu mới về đâu. Tôi nói thật anh, tôi đố thằng nào trên cái đám hải ngoại đây nè, đụng tôi đố thằng nào mà mày nói đụng mày nói bị Việt tăng nó đụng mày, tụi mày cắp ké nó, tôi đập đập những thằng lớn, những thằng mà đụng mà cầm cờ mà tổ chức ở đây á, chứ còn đụng mấy tụi mày đụng là cái gì đâu. Tôi nói thật cái một Ngoài câu kia rồi chứ. đó, tôi người của tôi nó từ lắm, dân tộc tính lắm anh, nói thật anh một câu rồi đó. Cho nên mà cái người cộng sản á, họ khôn lanh là ở chỗ cái não này, ở chỗ cái não này, chứ tụi nó chỉ là đám chống cộng hải ngoại nó tụi anh nó to mồm. Nói thật anh, Nói chung cái tôi nói là tới em nói anh Phú như này, em thấy là ví dụ như em cái bọn mà nó lên đây xin tất cả các bọn em thấy cái trình độ nó quá thấp, những mình là người dân bình thường này, cái trình độ chính trị của mình thua xa những người mà coi người ta học hành, những người người gọi như là được đào tạo nọ kia đấy. Nhưng mà nói chung là cái trình độ chính trị của mình cảm thấy chúng nó, mình nghe chúng nó mình chỉ cười đấy, tôi thành cuối nó thật cùng lên là bằng vâng. nó thật lên bằng người các chị em á, nó thật cái tụi nó chỉ núp đi trên bàn phím rồi nó cào phím rồi nó gào thét thôi. Dù bay thằng nào mà dám ra đường, tôi thật anh, tại sao tôi Rồi dám, mới tôi hoàn có nhiều bạn em, họ họ ít dám là lên live rồi sợ thấy mặt họ sợ thù đủ, mà đéo cha thằng nào mà dám động tôi thật anh, tôi ở ở ngay cái chỗ tôi ở là người cộng đồng Việt Nam đông, và những cái thành phần mà chống cộng Việt Nam và đông nhất gặp tôi làm gì, thằng nào mà hâm sau lưng tôi giờ gặp tôi nói đủ tụi mày cũng gặp tao rồi ra đây, thằng nào dám ra đâu, tôi thẳng anh luôn rồi đó, thằng nào cũng về Việt Nam mà đủ cái kiểu như tụi nó, cái
kiểu như là ngoài ta đây hay là này kia, bố mẹ nó là kiểu Việt Nam Cộng Hòa hay là mấy thằng cha Việt Nam Cộng Hòa, chứ đâu mấy đám Việt Nam Cộng Hòa đối với tôi là bình thường. Nói thật anh á, nó chỉ lừa gạt là đám trẻ thôi, chứ còn nói mình nắm rõ ràng mấy thằng cha đâu á mà. Anh hiểu tôi nói, mấy những thằng chết nhát không à, nói thật anh. Chứ còn mà nó đòi hỏi à, nó đòi hỏi là Việt Nam thế này thế kia nọ, lúc mấy thằng chống cộng đi, tôi thật mấy thằng già ở đây đủ mà nghèo chết mẹ quanh năm suốt tháng không có đéo gì, lãnh ba đồng tiền trợ cấp lấy gì, nhưng mà đủ mà nói chuyện trên trời và nước này nước nọ, mẹ có tiền đâu rồi đi, làm như tôi nói có tiền đâu rồi đi, trợ cấp xã hội tháng bao nhiêu đủ ăn thôi, đủ sống đủ ăn mà tiết phải tiết kiệm, ăn cánh gà rồi qua ăn thịt heo mà phải là 4 đồng 99 sen thôi. À, bánh mì nó mua bánh mì anh Điền, đủ bánh mì mà khoảng một 10 ổ đó anh bằng 2 đồng 99 sen đủ mà để ăn một tuần luôn, đủ mà mình nói chuyện trên mây không à. Việt Nam nghèo khổ đói thì mà nói chung là bọn em là những người trong nước rất là cảm ơn các anh các chị mà sống ở bên những nước gọi là tự do để nói lên cái sự thật của cái đất nước đó. Không, tất nhiên là em nói anh ở bên Đức, bên Mỹ, bên Canada, bên Úc giàu hơn Việt Nam, nhưng mà không phải là cái cuộc sống lý tưởng, mà nói chung cái bọn sống cộng cực đoan ở bên đấy nó là như thế nào. Vâng, nó chỉ là mấy, nó chỉ là lên đây được xàm anh hùng bằng kiếm rồi kia nọ, chứ đâu mẹ cả thế giới người ta đánh giá gì đất nước Việt Nam, cả thế giới luôn, chứ đâu phải là nó, mà phải như mình nói à, Việt Nam đánh giá là nó bảo là người cộng sản này, cho nó đúng, mà cả thế giới người ta đánh giá luôn đó. Đúng rồi ha, mấy bóng đá người ta đá rồi luôn rồi ha, dân chúng người ta mới đi bảo rồi vui vẻ qua camera cũng coi á, đủ ngồi thằng nào cũng chó mắt vô coi, đủ Việt Nam đã mà đủ mày vì sao tụi mấy Việt Nam nghèo mình đích thân. Mà trong đó anh thấy không, hôm qua ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 4 thằng người ta đưa cái bảng ra về Việt Nam ấy học Hồng Kông đi biểu tình nọ kia, nó lẽ lút ở chỗ nào anh ạ? Chứ còn bây giờ em nói là nó tách ra cái gần cái chỗ mà khu mà những người dân đang vui bóng đá ở cái chỗ mà đường Hàm Nghi ấy, em nói chúng nó thử em bạn lẽ lút nó đưa cái bảng lên, sau đó chụp hình gửi sang bên kia để kiếm mấy đồng bạn. Mà trong cái đó ở đó em nhận ra được một thằng mà em đã gặp nó rồi, nó thằng cái thằng Trần Bạn mà em đã gặp là vào ngày sáng mùng 10 tháng 6 năm 2018 tại công an phường Gia Cao. Mà hôm đấy nó ngồi như ngồi ủ rũ này, như mấy thằng này chết rồi ấy. Thế bọn em mới nói với công an bảo, mẹ cái thằng này cho mà tạt tay cho mấy cái. Thế mấy anh công an ở phường Gia Cao bảo thôi, cái thằng này nó bị bệnh tim ấy, các anh mà động vào nó nhỡ cái nó chịu ở cái công an phường là nhiều khi là nó mang tiếng lắm. Vâng, tôi chửi ra như là hát hay ấy, nhưng mà nó ngồi im, coi như thằng chết rồi. Đấy các bạn hãy quay cái clip mà chính tôi quay mà ở Việt Nam hoặc là giải đấu chính trị vào đúng sáng 16 hiện nay vẫn còn đấy. Các bạn cứ coi trông nó có ủ dụ các bạn cứ vào cái Việt Nam hoặc là giải đấu chính trị ấy, các bạn đánh như bằng Nguyễn quay đấy vào ngày 16 năm 2018 thì các bạn biết cái thằng Trần Bạn đấy, cái bọn dân chủ quậy nó là như thế, ở ngoài nó phải hung hăng nọ kia, trời ơi, vào trong đồn công an thì ngồi ủ dụ như là cái thằng coi như là mà vâng. Tụi này là tụi này mục đích là nó làm cái gì cũng là kiếm tiền của tụi bên kia thôi, chứ con mẹ rồi cái đám bên kia thì đụng mẹ nó đi kêu gào nó như lợi dụng rồi nó đi quyên góp thôi, bây giờ ai cũng chặn mặt nó ra hết rồi. Nên tôi nói thật anh một câu, đụng mà trời thiên sông núi đất nước Việt Nam mà cho tôi gặp đụng hai cái thằng biệp đó đụng ở nước này tôi mà không quýnh nó đụng mà tôi nói thật anh nó không kẹt nữa thôi. Tôi nói thật anh một câu, đụng đối với tôi nha, cái tinh thần dân tộc của tôi rất là cao, đối với tôi nó thật anh chỉ có đất nước Việt Nam của tôi là trên hết. Đối với chúng còn mấy thằng này tôi nói thật anh đập nó đủ mà không có ai mà nói mà đủ, nó không bao giờ anh thắng anh được phi tòa, tại vì nó là thằng khủng bố đất nước Việt Nam mà cái lý luận của anh, cái cơ sở của anh là khi bạn ra tòa anh làm như là đủ nó mới là hay. Mày tới đây mày nó thật cho anh một câu chứ mày, cho nên mấy thằng chống cộng đây nè đủ mới gặp tôi chửi mày, tôi chửi mà nó làm gì tôi đâu có dám làm. Bây giờ em hỏi anh Phú một câu này, ở bên Đức bây giờ chẳng hạn anh là một cái chủ tiệm ăn chẳng hạn, có cái người Việt nào ở đó con người ta treo cái cờ đỏ sao vàng trước cửa tiệm người ta? Bên này thì có chỉ có phía bên Bạc Linh thôi, phía bên Bạc Linh thôi. Vâng. Bạc Linh thì dân anh em miền Bắc nó nhiều, Bạc Linh thôi, cộng đồng Việt Nam nó nhiều. Còn ở đây thì tôi là tôi có đội nón đỏ nè, tôi có đội nó có nón ngôi sao bây giờ tôi mua đó, với lại mấy cái áo tôi mặc đó. Đấy mấy mà tuổi nhìn thôi mày nhìn chặt vậy, nó xin lỗi đấy, anh chị em nó hơi tục chứ nó đụng quay mày nhìn không chặt rồi xong tôi nói quay đầu vô khác thôi. Thì tôi nói nó làm gì đó tôi chỉ ở duy nhất ở cái vùng tôi chứ mình chứ không có thằng nào dám đó. Nó thật anh một câu luôn,
Ok, mình chỉ chia sẻ thôi, nên tôi nói đụng bay đất nước Việt Nam đi gì là quá. Mày nói thằng anh cái thời Việt Nam Cộng Hòa đi, mày xin lỗi anh chứ. Mày không có cửa, Vâng. có thằng anh luôn. Nói chung là em thấy là ví dụ là cái cuộc sống như bây giờ thì trước kia mình đã sống ở những thời kỳ khó khăn nhất rồi, nói chung là cuộc sống mình cảm thấy như mơ ấy ạ. Ngày xưa thì em chỉ mong muốn làm sao mà lớn lên mình được sống ở thành phố và sống sống ở gầm cầu thang cũng được, nhưng đến bây giờ mình lại sống giữa coi như là thành phố Hồ Chí Minh đấy, ở quận nhất các thứ đàng hoàng đấy, thì cũng cuộc sống nó như là mơ, mình không thể nào tưởng tượng được mà. Tôi nói là anh bằng là các anh chị em này, mẹ không có một cuộc giải phóng này mà mẹ Đảng Cộng sản không cho cái nếu mẹ cái đám nó đi vượt biên nó anh nó đủ mẹ mấy cái thằng mà ngày xưa mà đi kéo leo kéo lưới đụng mẹ trên suốt cuộc đời của nó rồi chỉ biết lấy ánh mặt trời lấy ánh cái sao đêm mình nghĩa là định hướng cho cái đường đi thôi, còn mấy cái thằng mà ông ba nữa mà cày ruộng thì mẹ suốt ngày ngắm cái trâu bò mẹ đừng có cơ hội được mẹ đi ra nước ngoài xong bây giờ được quay lại chúng qua chửi sao chửi đất nước thì mẹ nói là anh đời Việt Nam Cộng Hòa đó anh dân vào biển nha, tôi nói anh mà trời động gió thổi chỉ cần mà 3 ngày thôi là xách thúng đi Đông Đảo thiếu rồi, thế mà bây Nói giờ chung được là bây các giờ anh ví dụ những người mà bây giờ mấy cái dạng vượt biên ở sang bên nước ngoài hoặc là mấy thằng ngu cạn sang đấy, thực tế là mình không nói về tất cả, mình chỉ nói với thằng người sống ở cực đoan thì chúng nó mình cũng tự cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, cho nó mới được định cư ở bên Mỹ đúng rồi như chứ bây đó giờ đấy. đúng mà anh nhớ anh tôi nhắc lại về đội ngày xưa đó bao nhiêu cái thằng hùng xui cái thằng mà là mà hay lên phố quân xa mà chống cái gậy thằng đó là ông còn quận gì á mấy thằng cha sĩ quan ngày xưa đụng mà cầm cái tạo về cầm cái lệnh tha xuống phòng lý gian gặp tôi đụng mà cúi đầu không mà dạ dạ không ngu má bây giờ qua bên Mỹ ngồi cào bàn phím mà mày ngày xưa mày không giỏi mày đấu tranh đi mày giỏi mày chống cộng sản đi đụng mày thằng nào lấy gục mặt không à nó tôi nói thật anh đụng cái đám sĩ quan Việt Nam Hòa là mấy thằng tồi nhất trong lịch sử tồi nhất của lịch sử nhân loại nên tôi nói thật đụng hơn thua là hơn thua những đám hải ngoại hơn thua là hơn cái thua mà chống phá lại đất nước còn anh em trong nước không bao giờ đâu nói thật nhiều khi Vâng. nói thôi chứ còn sự ra đụng mà hơn thua là hơn thua cái đám ngoại quan nói thật Nói anh chung đó là là tình em hình nói anh Phú như này, ví dụ một đất nước Việt Nam như này hoặc là tất cả các nước trên thế giới nữa, thì nói chung trong một đất nước cũng có những cái kẻ cơ hội, có những kẻ nó bất mãn chế độ, anh hiểu không? Vì nó không thực hiện được cái gọi là cái ước muốn của chúng đấy, chứ không không ở Việt Nam thế, nhưng mà bây giờ mình phải nhìn vào toàn cục, tức là những người dân ví dụ 96,2 triệu dân thì có được mấy mẫu, bao nhiêu mẫu nó chống lại cái hiện nay cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cái vấn đề quan trọng. Vâng. cái bọn này rách thì lúc nào là không có một một cái hồ nước mà anh để lâu thì lúc nào cũng có lăng quăng được mấy con gì thôi có gì đâu chuyện bình thường Vâng. thôi nó đó thì là mình thôi nói chung thì lên chia sẻ cái bức xúc là chia sẻ thôi chứ còn mẹ mấy thằng hải ngoại nó thằng anh mẹ thằng nào ra trường mặt anh nó thằng anh câu đấy tại sao rồi quen nó tới tiệm tôi đéo dám nào phá đập chết mẹ bắt bỏ tù đưa ra tòa Vâng. đó. Nhà nói Dạ. bây giờ trở lại Thì cái là nói chung là mình sống ở cái đất nước nào thế thôi thì cũng có cái luật pháp người ta bảo vệ rồi, mình làm công việc chính đáng đúng không? Mình bảo vệ cái đất nước mình, quê hương mình. Đấy. Cái chế độ mình mà hiện nay coi như anh vẫn còn giữ cái quốc tịch ở đấy thì đâu có sợ gì. Đúng không? Mình chỉ sợ là nhưng mà mình chống trái luật pháp thôi. Vâng. tôi nói anh nghe là nhiều thằng ấy cứ cái lừa là dân Việt Nam đó mà tao cầu quốc tịch Mỹ tao đi thì mẹ mày mày quốc tịch quốc Mỹ hay quốc tịch Việt Nam này mày qua cửa khẩu tụi má mày đầu đen nó coi mày như con chó tôi nói anh nghe nó thấy mày đầu đen nó coi mày như con chó vậy đừng có nói là đâu mấy thằng da, da trắng mà nó bảo rằng đâu mẹ mày cầm quốc tịch Đức nó tôn trọng mày không có đâu mà nó coi mày cũng là cái dạng công dân hàng ba thôi nói thằng anh nếu Thực tế mà ủng là hộ em nói là cái vấn đề cái uy tín của người Việt Nam nó lên hay không là do chính cái đất nước này. Bây giờ ví dụ nói đất đúng nước Việt Nam giàu mạnh lên, có đó cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, ví dụ nó như Nhật Bản các thứ chẳng hạn, thì ví dụ người Việt Nam ra nước ngoài thì là kể cả các anh ở nước ngoài cũng được tôn trọng. tôi nói anh nghe nha tôi nói anh thẳng bây giờ nè ngày xưa Việt Nam tôi nói ngày xưa thời Việt Nam Hòa đường mày người dân đi em tôi nói thật anh nha anh có visa card không cái đường tôi nói làm sao là thời vậy cộng sản đi thời Việt Nam Cộng Hòa đó anh có được cái gì đụng có bao nhiêu người đi ra nước ngoài toàn là đụng tướng tá là đụng và những cái thằng mà gọi là đại gia mà gọi là xuất nhập cảnh cho nó đi thôi đâu có bây giờ dân Việt Nam đi đâu móc visa card đi đâu cũng móc đồ mà ép ép card hết đâu có thì đất nước người ta nhìn cái con người người ta nhìn đất nước Việt Nam thôi quốc tịch con mẹ gì miễn bàn Em sao nói thì thật với thôi anh Phú này, em là người đi nước ngoài rất nhiều đấy, chứ tức là cái thời gian khó khăn nhé,
khi bọn em đi sang nước ngoài thì chúng em lúc nào cũng mình hộ chiếu em chứ mình một số cái bọn mà nó cứ bảo như hộ chiếu Việt Nam nó cảm thấy xấu hổ này, em chúng em vẫn tự hào với người ta bảo là đại dân tộc cao là một dân tộc nhỏ bé và chúng ta đã đánh thắng tất cả những cái đế quốc sừng sỏ trên thế giới giới này rồi, ví dụ như Pháp, Mỹ, thậm chí cả Trung Quốc chúng ta cũng không có sợ gì cả. Bất kỳ một kẻ nào xâm lược đất nước Việt Nam, mẹ chúng ta đã như người, người nhỏ bé như thế này, đất nước chúng ta cũng vì chiến tranh rất là nghèo nhưng chúng ta mà không có sợ hết, chúng ta đánh đuổi mà ấy thì đó là cái niềm tự hào của Việt Nam. Còn ví dụ cái thời khai gian mở cửa kinh tế Việt Nam phát triển thì mình đã sang nước ngoài thì mình cũng có cái niềm tự hào của mình là người Việt Nam và cái dân tộc Việt Nam mà đấy, và chúng ta mới vượt qua chiến tranh mới được có 10 năm cũng được có chưa được 20 năm mà chúng ta kinh tế Việt Nam này chúng ta phát triển như thế này. Vâng. Trên một chuyến bay mà Air Việt Nam mà bay vào Đức là anh biết là hết nửa máy bay là người Việt Nam họ đi là những cái tour du lịch. Anh em tự hào vấn đề đó chứ. Mà mấy cái thằng mà gọi là mấy cái thằng cộng cộng ở hải ngoại thì được mà xung quanh 5 tháng thì mẹ có tiền đéo đâu, chỉ quanh quẩn cái áp chiến lược thôi, lúc nào cũng mà to mồm mới biết con mẹ gì. Đó, vừa rồi em này vâng xin lỗi anh Phú, tức là một số cái bọn bắt đầu nó cái một cái tổ chức nào đấy ở thế giới người ta đánh giá coi như hộ chiếu Việt Nam có giá trị coi như gần thấp nhất thế giới, nó không nói lên một cái điểm gì cả, anh hiểu không đấy, nó không nói với cái một chấp hạn cái bọn tổng cục đoàn nó về ở đấy, và đấy hộ chiếu Việt Nam có giá trị coi như là thấp gần nhất thế giới mà trong đó Singapore đứng đầu, nó cái hộ chiếu cái giá trị cái quân hộ chiếu nó không đáng gì cả, mình cấm cả hộ chiếu này mình tự hào. Cái giá trị là mày có tiền hay không, anh thấy tại sao người Mỹ bây giờ họ rất là nể người Việt Nam. Bây giờ thí dụ anh đi vào Mỹ nó biểu về chứng minh tài sản, đụng qua thằng nào đấy bỏ 1-2 tỷ trong công tô không mà đéo mấy thằng hải ngoại mấy thằng quốc tộc đây có cái đéo gì 1.000 đô trong công tô cũng không có nữa. Trong thẻ là băng cũng không có đó. Ok thôi cảm ơn anh, để người khác lên ha. Vâng. Chào anh. Dạ em cảm ơn anh, em cũng ngày vui vẻ nha. Ok dạ vâng em cảm ơn anh, em chào anh Phú.